Chào mừng quý vị và các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng, chuyên mục Tiểu sử sao Hàn. Tiểu sử diễn viên Kim Seon Ho, Mỹ Nam đứng đầu danh sách sao Hàn nổi tiếng nhất Kajol mặc dù vướng ồn ào ép bạn gái phá thai, trịch song chạy. Diễn viên Kim Seon Ho, sinh ngày 8 tháng 5 năm 1986, thuộc cung Kim Ngưu. Anh là một nam diễn viên người Hàn Quốc. Anh sở hữu chiều cao đáng mơ ước của người châu Á là 1m83, cân nặng 76kg nhóm máu D, ý lộn nhóm máu A. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình trên sân khấu và xuất hiện trong nhiều vở kịch trước khi ra mắt màn ảnh vào năm 2017 với Giết Kim Đại Tài. Anh bắt đầu trở nên nổi tiếng với bộ phim truyền hình Khởi Nghiệp vào năm 2020 và được công nhận nhiều hơn nhờ vai chính trong Điệu Cha 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 Làng Biển. Năm 2021, được phát sóng trên TVN và Netflix. Được biết trước khi bước chân vào làng giải trí, Kim Seon Ho chưa từng nghĩ mình sẽ làm một công việc tiếp xúc với nhiều người. Bởi từ nhỏ, Kim Seon Ho từng chứng kiến cảnh trộm đột nhập vào nhà khi chỉ có hai mẹ con. Lúc đó anh nghĩ tên trộm là người cha đi làm trở về và vào phòng mình. Nhưng không hay biết tên trộm đã tấn công mẹ anh, khiến bà bị thương nặng, đồ đạc rơi vỡ lung tung và cảnh mẹ chảy máu. Chống trả tên trộm khiến Kim Seon Ho ngày đó bị ám ảnh tâm lý đến mức chỉ cần có ai đứng đằng sau thôi là đều khiến anh hồi hộp, lo lắng, đầu óc trở nên trống rỗng. Thời gian qua đi, Kim Seon Ho của hiện tại lại có một vẻ ngoài vui tươi, lạc quan và tinh nghịch, nhưng ẩn đằng sau đó là một biến cố lớn mà anh đã phải vất vả trải qua một thời gian dài trong âu lo. Kim Seon Ho đã đi đến lớp học diễn xuất để cân bằng lại cảm xúc, đối mặt với những khó khăn tâm lý, rằng có người chú ý xung quanh mình cũng không phải là điều gì thực sự xấu. Sau khi tốt nghiệp trung học, Kim Seon Ho theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul, nơi anh được nhận bằng đại học cho ngành phát thanh và giải trí. Sau khi tốt nghiệp khóa học, nam diễn viên 8X đã chọn xuất hiện trong các sân khấu nhạc kịch và gắn bó 8 năm lại lĩnh vực này. Khi còn học đại học, anh đã tham gia một nhóm kịch và bắt đầu đóng nhạc kịch. Vai diễn đầu tiên của anh là trong New Boing Boing, được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Pháp vào năm 2009, mà anh đã diễn lại vào năm 2013. Anh đã tìm thấy được vài thành công nhỏ khi xuất hiện trong The Hawk nổi tiếng, có thể so sánh với Off-Broadway, đóng Rooftop Postcard và Goal of Love, cả hai đều là phim hài lãng mạn. Sau đó, anh mở rộng vốn tiết mục của mình với những vai diễn tăm tối hơn và được giới phê bình đón nhận trong các tác phẩm như True West và Kiss of the Spider Woman vào năm 2015 và Closer vào năm 2016. Kim Seon Ho xuất hiện lần đầu trên màn ảnh vào đầu năm 2017 trong bộ phim Văn phòng Xếp Kim Đại Tài của KBS2. Sau khi thử vai theo gợi ý của nhà sản xuất Lee Yoon Jin, người đã xem màn trình diễn của anh trong vở kịch Closer. Dự án tiếp theo của Kim Seon Ho là Thiên Hạ Đệ Nhất Giao Hàng, mà anh ban đầu thử vai trong một vai phụ, đã đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của anh trong một vai chính trên màn ảnh. Cuối năm 2017, anh đóng vai chính trong bộ phim hài hành động Two Cops với vai một tên lừa đảo danh mãnh. Bộ phim này đã mang về cho anh hai giải thưởng tại lễ trao giải MBC Drama Awards năm 2017. Trong thời gian phát sóng bộ phim, anh đã thể hiện lại vai diễn của mình trên sân khấu với vai Valentine trong Kiss of the Spider Woman. Vào năm 2018, Kim Seon Ho đã thể hiện vai chính của một nghệ sĩ trong bộ phim truyền hình đặc biệt You Drive Me Crazy, bao gồm 4 tập được phát sóng vào tháng 5. Anh cũng đóng vai chính trong bộ phim cổ trang Lang Quân 100 ngày, bộ phim trở thành một trong những bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Vào tháng 9 năm đó, Kim Seon Ho gia nhập Salt Entertainment sau khi hết hạn hợp đồng với công ty nhạc kịch của anh. Vào tháng 3 năm 2019, Kim Seon Ho đóng vai một ca sĩ đầy tham vọng trong bộ phim hài Welcome to Waikiki 2 của JTBC. Vào tháng 10 cùng năm, anh đóng vai chính trong bộ phim điều tra tội phạm Catch the Ghost của TVN, bên cạnh nữ diễn viên Moon Jin-young. Với tư cách là vai chính đầu tiên của anh trong một loạt phim dài tập, vào ngày 5 tháng 11, Kim Seon Ho đã tham gia vào dàn thành viên cố định trong mùa 4 của chương trình thực tế 2 ngày và 1 đêm của KBS2. Anh đã nhận được giải thưởng tân binh tại lễ trao giải KBS Entertainment Awards năm 2020 cho sự xuất hiện của anh trong chương trình. Trong dự án cuối cùng của năm 2019, anh xuất hiện trong vở kịch Memory in Dream. Sự nghiệp của anh từ năm 2020 đến nay có nhiều đột phá và thành công chính. Kim Seon Ho trở lại màn ảnh nhỏ vào tháng 10 năm 2020 thông qua bộ phim truyền hình Khởi Nghiệp của TVN. Vai diễn của anh về một nhà đầu tư khởi nghiệp với quá khứ bi thảm đã được người xem đón nhận nồng nhiệt và giúp anh được đề cử cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Big Sun Arts Awards trong thời gian phát sóng Khởi Nghiệp. Kim Seon Ho đã đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu hàng tháng của Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc và trải qua một sự gia tăng mức độ phổ biến trong nước và quốc tế. Anh trở lại sân khấu vào tháng 1 năm 2021 thông qua vở nhạc kịch Ice của Jang Jin.
trong đó anh đóng vai một thám tử cố gắng buộc tội một thanh niên vào một vụ án giết người. Kim Sian-ho đã hợp tác với Epitone Project để phát hành đĩa đơn Reason vào tháng 5 do anh thể hiện và đồng sáng tác. Trước đó anh đã từng xuất hiện trong video âm nhạc của Epitone Project. Vào tháng 8 năm 2021, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình điều tra Cha Cha Làng Biển của TVN cùng với Shin Min-ha, nơi anh đóng vai một người đàn ông thất nghiệp nhưng làm việc xung quanh ở một ngôi làng bên bờ biển của Gongjin. Vào tháng 9 năm 2021, trong buổi phát sóng của điều tra Cha Cha Làng Biển, Kim Sian-ho một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc. Bộ phim đã thành công vang dội trong nước và quốc tế với tỷ suất người xem cao nhất là 13.322% và tiếp tục trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp. Mặc dù nổi tiếng là thế nhưng A cũng vẫn không thoát khỏi scandal đỉnh đám. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2021, một người phụ nữ tự xưng là bạn gái cũ của nam diễn viên ca đã cáo buộc trên một diễn đàn mạng của Hàn Quốc rằng nam diễn viên đã ép cô phá thai trong khi hai người đang hẹn hò, sau khi anh hứa sẽ cưới cô nếu cô làm vậy. Sau đó, mọi người viết trên mạng rằng nam diễn viên ca là Kim Sian-ho. Người hâm mộ của Kim Sian-ho đã phản ứng lại việc lan truyền của các cáo buộc về Kim Sian-ho bằng cách dọa khởi kiện để chống lại các hành động phỉ báng. Đối với những cá nhân tuyên truyền các cáo buộc này, vào ngày 20 tháng 10 năm 2021, truyền thông đưa tin Kim Sian-ho đã thừa nhận rằng anh là diễn viên ca được nhắc đến trong bài báo, sau đó đã đưa ra lời xin lỗi thông qua công ty của mình và không giải thích gì thêm. Kết quả từ cuộc tranh cãi và lời xin lỗi của anh, các công ty như Domino's Pizza và Canon đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh của anh khỏi các quảng cáo của họ. Anh cũng rời khỏi chương trình thực tế 2 ngày và 1 đêm của KBS, nơi anh đã tham gia với tư cách thành viên cố định trong 2 năm. Và sau đó bị loại khỏi các dự án phim Dog Days và bộ phim hài lãng mạn Hai O'Clock Date của Lee Sang-jin. Sau đó vào ngày 20 tháng 10 năm 2021, bạn gái cũ của Kim Sian-ho đã đưa ra một tuyên bố mới, nói rằng có một số hiểu lầm giữa họ và xin lỗi vì đã vô ý gây ra thiệt hại. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, Dispatch đưa ra một loạt các câu hỏi dựa trên các tuyên bố và cáo buộc của bạn gái cũ của Kim Sian-ho đã được công bố thông qua một phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Sau đó công khai toàn bộ tin nhắn được cho là có nguồn gốc từ những người quen thân thiết của Kim Sian-ho và bạn gái cũ. Các báo cáo nói rằng lựa chọn phá thai được quyết định từ cả hai phía và cặp đôi có một mối quan hệ tình cảm điển hình và đã chia tay sau những tình tiết đáng ngờ xung quanh bạn gái cũ. Các báo cáo này cũng tiết lộ rằng sự thật về câu chuyện đã bị bạn gái cũ của anh bóp méo và có nhiều chi tiết bịa đặt không đúng sự thật. Sau tiết lộ, nhiều công ty đã bắt đầu đăng tải lại các quảng cáo có Kim Sian-ho. Sau khi nổi tiếng, Kim Sian-ho đã được chọn làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu ở Hàn Quốc và Đông Nam Á. Các quảng cáo của anh bao gồm quần áo, đồ điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, thương mại điện tử và hơn thế nữa. Những sản phẩm do anh làm đại diện thường bán hết nhanh chóng. Một số thông tin về cuộc sống của anh. Kim Sian-ho có nỗi sợ đi máy bay. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire vào năm 2019, Kim Sian-ho đã tiết lộ rằng anh rất sợ việc trải nghiệm những điều mới, trong đó có cả việc đi du lịch bằng máy bay. Cụ thể, anh chia sẻ, tôi không phải là người sẽ tiếp cận điều gì đó với suy nghĩ tích cực mà luôn có nhiều nỗi sợ hãi vây quanh. Nếu bạn thắc mắc thực hư thế nào, thì tôi thấy đi du lịch là một khái niệm xa lạ với tôi. Thậm chí đến năm 32 tuổi, tôi mới được đi máy bay lần đầu tiên, nhưng cũng là vì tôi không thể làm gì khác được. Đó là kỳ nghỉ thưởng của tôi và đoàn phim sau thành công của Chief Kim, nhờ đó mà tôi lần đầu tiên biết được sự hấp dẫn của việc đi du lịch. Kể từ đó, tôi bắt đầu đi du lịch trong nước nhiều hơn. Dù sao đi nữa, tôi thực sự thấy tệ khi bản thân không có đủ can đảm để làm điều gì đó. Nhìn vào vẻ ngoài trẻ trung và sự hài hước của Kim Sian-ho trong hậu trường hoặc trên các chương trình giải trí, chắc sẽ không ai ngờ rằng anh lại là một người có nhiều nỗi sợ hãi đến vậy. Chia sẻ với trang K-Star Life vào cuối năm 2019, Kim Sian-ho cho biết nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ một biến cố xảy ra với gia đình của anh từ khi còn bé. Một tên trộm đã đột nhập vào nhà anh khi chỉ có hai mẹ con ở nhà. Tuy nhiên, anh đã không hề hay biết mẹ mình đã bị đâm và nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó về sau, mỗi khi có ai đó đứng từ phía sau đều khiến anh cảm thấy lo lắng. Cho đến khi lên trung học, Kim Sian-ho quyết định tham gia theo học lớp nhạc kịch ở trường và dần mở lòng hơn thông qua những cuộc trò chuyện với giáo viên hướng dẫn. Vào thời điểm ấy, nói chuyện với ai đó thật sự là một trải nghiệm rất xa lạ đối với tôi. Nhưng sau đó, khi trả lời câu hỏi của giáo viên về những lo lắng ở trường diễn xuất, tôi phát hiện ra rằng việc chia sẻ những lo lắng của mình với người khác thật sự là không tồi chút nào. Và đó cũng là lý do tại sao tôi quyết định theo đuổi con đường diễn xuất. Kim Sian-ho từng ước mơ trở thành bác sĩ. Bên cạnh vai trò diễn viên, Kim Sian-ho còn là một cây hài của chương trình giải trí 2 Days 1 Night mùa thứ 4.
cùng với dàn diễn viên hiện tại của chương trình là Kim Jong Min, Yeon Jung Hoon, Moon Savis Yoon, rapper Jin Jin và nam ca sĩ Ravi. Kim Seon Ho đã mang đến cho khán giả rất nhiều tiếng cười mua sự mặn mà của mình. Trong chương trình 2 ngày 1 đêm phát sóng vào ngày 19 tháng 4 năm 2020 của đài KBS 2 TV, các thành viên đã cùng nhau chia sẻ những bức ảnh của mình từ thời đi học. Với tư cách là một thành viên cố định của chương trình, nam diễn viên Kim Seon Ho đã khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ về ước mơ thuở bé của mình. Cụ thể, khi còn là một cậu bé, anh từng ước mơ trở thành một bác sĩ. Mặc dù không thể giải thích được lý do vì sao mình yêu thích công việc này, nhưng khi nhớ lại, anh vẫn không khỏi bật cười vì ước mơ thuở bé của mình. May mắn là đến cuối cùng, anh đã trở thành một diễn viên để có thể mang đến cho người hâm mộ những vai diễn chất lượng thế này. Kim Seon Ho và khả năng hát tuổi đỉnh cao. Kim Seon Ho sinh năm 1986, nhưng dường như vấn đề tuổi tác không thể làm khó được anh chàng. Nếu không biết trước, sẽ rất khó để nhận ra rằng nam diễn viên đã chính thức bước qua ngưỡng tuổi 34. Bên cạnh đó, việc chỉ mới tham gia diễn xuất trong những năm gần đây khiến nhiều người nhầm tưởng rằng anh vẫn còn là một diễn viên tân binh với tuổi đời còn khá trẻ. Quả thật, nhìn vào vẻ bề ngoài, Kim Seon Ho vẫn đủ sức khiến người khác phải si mê vì quá trẻ trung, phong độ. Đặc biệt, đôi má lúm đồng tiền càng giúp anh dễ dàng tạo thiện cảm với người khác. Ngoài ra, phong cách thời trang lịch sự, đẹp mắt cũng là yếu tố quan trọng giúp anh ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Nếu theo dõi trang cá nhân của anh chàng, biết đâu bạn sẽ gục ngã trước phong cách boyfriend material mà Kim Seon Ho mang đến đấy. Bất chấp tên tuổi bị ảnh hưởng từ nghi vấn ép bạn gái phá thai gây chấn động, Kim Seon Ho vẫn vững vàng ngôi vương. Đặc biệt, thứ hạng của Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng gây chú ý. Nhờ sự thành công của Hometown Cha Cha Cha, Kim Seon Ho đã đạt được ngôi vương trong danh sách 20 diễn viên Hàn nổi tiếng nhất 2021. Trong lúc tên tuổi lên cao nhờ bộ phim, Kim Seon Ho bất ngờ bị bạn gái cũ Choi Young Oh tố ép phá thai. Tuy nhiên vụ bê bối này liên tục xuất hiện nhiều cú plot twist ngoạn mục khiến dân tình trở tay không kịp. Kim Seon Ho sau cùng đã được dispatch minh oan. Các fan đang mong chờ sự trở lại của nam diễn viên hơn bao giờ hết. Một số phim do anh đóng để mọi người tìm xem nhé. Năm 2017, khởi nghiệp suôn sẻ với những vai diễn ấn tượng. Sếp Kim đại tài Chief Kim. Sau nhiều năm hoạt động trên sân khấu kịch, Kim Seon Ho cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng trong bộ phim đầu tay mang tên Sếp Kim Đại Tài. Trong phim, anh vào vai Sun Sang-tae, một nhân viên thuộc văn phòng bá đạo với vẻ ngoài có hơi ngốc nghếch. Mặc dù chỉ là một vai diễn nhỏ trong phim, nhưng nhân vật Sun Sang-tae của Kim Seon Ho vẫn được khán giả nhớ đến bởi tạo hình vô cùng đáng yêu. Cùng với đó là nét tính cách có chút hậu đậu nhưng lại vô cùng duyên dáng. Có thể nói, Sếp Kim Đại Tài đã giúp Kim Seon Ho có một khởi đầu khá suôn sẻ trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Thiên hạ đệ nhất Super Strongest Deliverman. Sau Sếp Kim Đại Tài, Kim Seon Ho tiếp tục gặp lại khán giả trong Thiên hạ đệ nhất Super Strongest Deliverman, bộ phim do đài KBS2 sản xuất và lên sóng cùng năm 2017. So với nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc khác, Thiên hạ đệ nhất Super khai thác đề tài khá mới mẻ khi đề cập đến cuộc sống của những người giao hàng. Tuy nhiên, người làm công việc này không chỉ là những đối tượng thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, mà còn có những cậu ấm, cô chiêu vì quá mệt mỏi với cuộc sống khắc nghiệt của giới thượng lưu, nên đã quyết định vứt bỏ tất cả để trải nghiệm cuộc sống bắt đầu từ con số 0. Trong phim, Kim Seon Ho vào vai Oh Jin-woo, một thiếu gia sinh ra ở Vạch Đích nhưng lại có một người bố vô cùng máu lạnh. Ông đã thẳng tay dùng gậy bóng chày để đánh anh thừa sống thiếu chết, đến mức bảo vệ phải khiêng ra ngoài vì không đi nổi. Nguyên nhân chỉ là vì đoạn clip Oh Jin-woo đua xe bị lan truyền trên mạng xã hội. Thậm chí, ông còn vô tình đến mức nguyền rủa anh hãy chết ở đâu đó để không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Chính vì câu nói này mà Oh Jin-woo đã quyết định bỏ nhà ra đi, sau đó gặp gỡ Choi Kang-soo do Go Kyung-kyu đóng và bắt đầu công việc của một shipper. Trong Thiên hạ đệ nhất shipper, Kim Seon Ho có nhiều cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất của mình hơn so với trước. Bên cạnh đó, tạo hình thiếu gia nhà tài phiệt với vẻ ngoài lịch lãm, trẻ trung của Kim Seon Ho đã chiếm được trái tim fan nữ, giúp anh thu về thêm nhiều fan hâm mộ. Bộ phim Hai Cảnh Sát Two Cops. Chỉ trong năm đầu khởi nghiệp diễn xuất, Kim Seon Ho đã nhận được rất nhiều sự chú ý khi có đến 3 bộ phim truyền hình lần lượt lên sóng. Cuối năm 2017, tên tuổi của anh càng trở nên nổi tiếng hơn khi kết hợp cùng nam diễn viên Cho Jun-sok trong dự án phim hình sự hài hước Hai Cảnh Sát Two Cops. Trong phim, anh vào vai Gong Su Chang, một tên tội phạm lừa đảo với tính cách vô cùng danh mãnh, đang bị nghi là hung thủ giết người. Trong một lần nhảy xuống sông để bỏ trốn, anh lại bị tráo đổi thân xác với cảnh sát Cha Dòng Tác. Chính từ sự cố này mà cả hai từ những kẻ đối đầu lại phải song hành cùng nhau, gây ra rất nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Có thể thấy, việc đảm nhận một hai vai diễn trong cùng một lúc vốn đã là một quyết định táo bạo, nhưng bạn diễn của Kim Seon-ho là Cho Jun-seok lại càng táo bạo hơn. Bởi lẽ, Cho Jun-seok vốn đã là cái tên khá quen thuộc với các mọt phim Hàn, anh được yêu thích bởi lối diễn xuất tự nhiên và vô cùng duyên dáng. Chính vì vậy nên khi diễn xuất cùng đàn anh, nếu làm không tốt thì Kim Seon-ho sẽ rất dễ để lộ khuyết điểm của mình. Tuy nhiên, anh đã không làm người hâm mộ của mình thất vọng khi không chỉ theo kịp diễn xuất của Cho Jun-seok mà cả hai còn có những màn kết hợp ăn ý, khiến người xem vô cùng thích thú. Năm 2018, bộ phim Tôi Phát Điên You Drive Me Crazy. Mặc dù không phải là bộ phim đạt được thành công vang dội vào thời điểm lên sóng, nhưng Tôi Phát Điên You Drive Me Crazy của đài MBC lại được các mọt phim đánh giá rất cao về chất lượng. Theo đó, nội dung phim đề cập đến mối quan hệ mập mờ giữa tình bạn và tình yêu của những người trẻ. Dù không quá mới lạ, nhưng chủ đề này lại khá gần gũi và nói trúng tim đen của rất nhiều người, nên khi theo dõi bộ phim, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Cụ thể, Kim Rae-won, Kim Seon-ho đóng và Han Yoon-sung vốn là hai người bạn thân từ thuở bé. Dù khác phái nhưng cả hai lại rất thoải mái với nhau và không hề kiêng dè bất cứ điều gì. Cho đến khi, số phận đẩy đưa khiến cả hai lỡ vượt rào. Lúc này cả hai không thể tiếp tục làm bạn như trước, nhưng việc tiến tới tình yêu cũng không xong khiến mối quan hệ trở nên vô cùng gượng gạo. Vào vai một chàng trai luôn quan tâm và dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn thân của mình, Kim Seon-ho đã nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả. Đặc biệt, không ít người đã nhận xét rằng chỉ cần nhìn thấy Kim Seon-ho nở nụ cười, họ cũng đều sẽ bất giác cười theo vì quá đáng yêu và ngọt ngào. Bộ phim Làng Quân 100 ngày 100 Days My Prince. Có một điều khá buồn là trong những bộ phim trước đó của Kim Seon-ho, đa số đều không tạo được tiếng vang lớn. Vì vậy nên dù được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng tên tuổi của Kim Seon-ho vẫn chưa thể đột phá được. May mắn là đến khi tham gia Làng Quân 100 ngày, 100 Days My Prince, bộ phim đã đạt được thành công vượt bậc khi đạt tỷ suất người xem cao thứ 8 trong lịch sử phim truyền hình cấp Hàn Quốc. Đặc biệt, phim còn có sự tham gia diễn xuất của anh chàng Deo của nhóm EXO nên cũng phần nào giúp tên tuổi của Kim Seon-ho trở nên quen thuộc hơn với cộng đồng fan K-pop. Kim Seon-ho vào vai học giả Jun Jae-yoon, đối thủ cực mạnh của thế tử Lee Yoon trong hành trình chinh phục trái tim của Hong Shin. Vốn sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ của một thư sinh nho nhã, Jun Jae-yoon còn có tài ăn nói khiến biết bao thiếu nữ phải yêu siêu. Tưởng chừng như phần thắng sẽ thuộc về anh, nhưng cuối cùng Hong Shin đã quyết định ở bên thế tử Lee Yoon. Dù không có được trái tim của nữ chính, nhưng nhân vật Jun Jae-yoon của Kim Seon-ho lại chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả xem đài. Đặc biệt, sau khi bộ phim kết thúc, những hình ảnh thân thiết giữa Deo và Kim Seon-ho cũng khiến khán giả vô cùng thích thú vì quá đáng yêu. Ngoài ra thì trong năm 2018, Kim Seon-ho còn tham gia hai bộ phim Chàng Ojin Đa Tài, Your Host Helper và Khi Sếp Tái Sinh, Feel Good to Die với vai trò khách mời. Năm 2019, tạo được tiếng vang khi kết hợp cùng em gái quốc dân Moon Ga-jam, nhà trọ Waikiki 2 Welcome to Waikiki 2. Có thể nói, 2019 chính là năm rất quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Seon-ho khi anh lần lượt nhận được vai chính trong hai bộ phim truyền hình. Đầu tiên phải kể đến nhà trọ Waikiki 2, Welcome to Waikiki 2, một bộ phim hài sitcom kể về những tháng ngày vật vã với đam mê của những người trẻ hạng bét trong xã hội. Trong đó, Kim Seon-ho vào vai Cha Woo-sik, một người có ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng, nhưng lại chỉ có thể biểu diễn cho những cụ ông, cụ bà trong cùng khu phố. Cuối cùng, anh đành chấp nhận việc trở thành thầy giáo dạy nhạc cho các học viên. Để duy trì đam mê của mình, Cha Woo-sik đã cùng với người bạn thân của mình Lee Jeon-ki góp vốn để xây dựng nhà trọ Waikiki kinh doanh. Nhà trọ Waikiki 2 vốn là một bộ phim hài được xây dựng với những tình tiết vô cùng lầy lội. Vì vậy nên dàn diễn viên của phim, trong đó có cả Kim Seon-ho đã bất chấp hình tượng của mình để mang đến những tiếng cười thoải mái nhất cho khán giả. Nhờ lối diễn xuất vô cùng duyên dáng mà rất nhiều khán giả đã ấn tượng với anh chàng diễn viên Kim Seon-ho. Năm 2020, anh bùng nổ với vai nam phụ trong Startup. Nếu như những bộ phim trước đó giúp Kim Seon-ho chứng minh năng lực diễn xuất thì trong năm 2020 này, khi bộ phim khởi nghiệp chính thức lên sóng, tên tuổi của Kim Seon-ho mới thật sự trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Startup là bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng tại thung lũng Silicon của Hàn Quốc. Nơi đây tạo điều kiện cho những người trẻ có đam mê khởi nghiệp có thể thực hiện và theo đuổi ước mơ của mình. Phim có sự tham gia của hai diễn viên chính là Suzy và Nam Chu Hyuk. Trong đó, Kim Seon-ho vào vai Han Chi Pang, một người thành công trên hành trình khởi nghiệp và trở thành nhà đầu tư trong mơ của nhiều bạn trẻ. Anh cũng là người có mối nhân duyên sâu nặng với nữ chính Seo Dao-mi và luôn âm thầm ra sức giúp đỡ cô trong công việc cũng như cuộc sống. Tạo hình doanh nhân thành đạt của Han Chi Pang lại một lần nữa giúp Kim Seon-ho ghi điểm với các fan nữ.
So với nam chính Nam Chu Hyuk, vai diễn của Kim Seon Ho cũng có phần lấn lướt và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn. Thậm chí, nhiều fan còn hy vọng rằng biên kịch sẽ thay đổi kịch bản để nữ chính Su Ji đến với Han Ji Pang thay vì anh chàng nam Jo San vì quá thương nam phụ. Một điều đặc biệt là trong những bộ phim này, biên kịch Park Hae-ryun rất thích để người xem phải phân vân lựa chọn giữa nam chính và nam phụ. Điển hình có thể kể đến khi nàng say giấc, bên cạnh chàng nam chính Jun Jae-chan, Lee Jong-seok, quá hoàn hảo, thì nam phụ Han U-tak, Jun Hae-in, cũng khiến người xem phải phát mê không kém. Từ ngoại hình, tính cách đến những hành động ấm áp, âm thầm dành cho nữ chính, anh chàng Han U-tak đều khiến nhiều fan phải quán quéo vì quá ngọt ngào. Tuy nhiên đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể ở bên cạnh Nam Hong-ju, Bai Su-ji với tư cách của một người bạn thân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.